Em là Nguyễn Thị Thu Hà, năm nay em 28 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em ở quận Tân Phú. Hà đang làm công việc gì? Em hiện tại đang là nhân viên chăm sóc khách hàng. Công ty em là công ty dịch vụ về đặt vé xe. Mời bạn trai. Em chào quý vị khán giả, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Rồi em. Chào mừng nữ, em tên là Lê Văn Son, năm nay 32 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp là kỹ sư xây dựng. Em chào anh Quảng Ngãi, quê gốc quê của Quảng Ngãi ha. Ồ vậy hả? Dạ vâng. Anh ở huyện nào vậy ạ? Anh hiện đang ở Lý Sơn được em. Quê gốc em ở Tư Nghĩa. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì hả? Em nói về điểm yếu trước ha. Em là một người khá là nóng tính. Nóng nhất của em chỉ là đập bàn và la hét thôi à, chứ chưa đánh ai bao giờ cả. Dạ còn điểm mạnh của em thì em là người tăng động ạ. Em biết nấu ăn, không biết theo thùa may vá. Bây giờ là cái công nghệ 4.0 rồi, cũng không cần cái điều đó đâu, không quan trọng ha. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là chân thành, thật thà. Mọi người nhận xét là người tốt tính. Dạ, trong công việc thì nhiệt tình. Nói chung là hồi trước em đi học mới được là thầy cô gọi là chọn ngon. Điểm yếu là hay là ít nói và hay nhắc gái. Rồi, ít nói thì em nói giùm cho. Nên đây mới thích người nói nhiều. Nhắc gái em đâu có làm gì được đâu. Tại vì cái tính em phải kỳ lắm. Gặp con gái thì em không có sáng tay mình để bất chuyện, luôn giữ khoảng cách nè. Gặp trai có sáp vô không? Gặp trai thì bình thường rồi chị ơi. Nhưng mà nếu mà nhắc gái vậy em có mấy mối tình rồi? Chỉ có một mối tình nè. À vậy thua em cách rồi đây, ha. Cách đây 3 năm rồi. Bây giờ em cái thì tình trường có em sao? Hai mối tình. Mối tình đầu thì nhỏ chị. Rồi. Em thích được chiều chuộng mà bạn kia không có chịu, không có năn nỉ gì đâu chị. Bỏ qua, mối tình sau. Dạ, mối tình sau thì tụi em cũng đang bình thường, đang hạnh phúc lắm. Đùng một phát khi em phát hiện ảnh cắm sừng em. Em cũng dễ tha thứ lắm. Ảnh năn nỉ, ảnh bảo là ảnh say nắng thôi. Nhưng mà sau đó thì quay lại thì em lại phát hiện ảnh lại còn quen. Vẫn tiếp tục người đó. Dạ đúng rồi, cũng một người đó thôi. Sau cái ảnh nói là bé đó đó bị ung thư xương, thế xin em một năm bên cạnh nhỏ đó. Trời đất. Thế em không chịu, thế là em chia tay luôn. Có tìm hiểu có ung thư xương thiệt không? Dạ không, chóng má em coi rồi chị, 2 năm vẫn còn sống. Em đi làm á, thì em cũng có thích một anh, cũng phát hiện ra người ta vậy chị. Dạ. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? À, bạn trai của em thì 3H nha chị. À, dạ, không hô, rồi. Không hói, rồi. Không hôi. Rồi, tôi nghe 3H và tôi biết cái gì luôn rồi. Quen thuộc quá anh Linh ơi. Bên này nó vẫn được chị ơi, 100%. Làm xây dựng á nha, nhiều khi về hôi rinh luôn á, thiệt luôn á. Dạ em cũng nghĩ vậy anh ạ. Đúng không? Dạ thôi thì về tắm thôi anh. Tắm thôi gì. Còn gì nữa nói luôn đi cho bình bệnh nghe luôn. Dạ không hút thuốc ạ. Có thuốc không? Dạ không anh, dễ mới khói thuốc anh. Dạ. Còn em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hiền lành, chung thủy, cái tính hài hước. Nói nhiều, thích bạn gái cằn nhằn. Trời ơi, cái gì? Lạ vậy ta? Bạn gái nói nhiều á, là bạn gái là muốn là bạn trai là chịu khó nghe để bạn gái chia sẻ. Còn bạn gái mà cằn nhằn á, là chứng tỏ là bạn gái còn yêu thương mình. Bạn gái mới cằn nhằn, mà nếu mà họ mà im lặng thì là biết rồi ạ. Sư phụ! Ai? Trời ơi! Anh cứ yên tâm, em yêu không yêu em cũng cằn à. Lúc mà khai thiên lập địa giờ là biết chắc chắn là đàn ông không ai mới thích phụ nữ cằn nhằn. Đây là người đàn ông độc nhất thiên hạ. Thích gái chủ động như cô bên kia không? Dạ, cũng thích chủ động chứ. Giờ lúc em cũng nhát cho nên là thấy nó ngại ngại sao đó. Gái chủ động hết trơn hả? Yêu cầu là bạn gái phải là... Rồi gái chủ động không em luôn hả? Chủ động một phần nào đó thôi. À, anh này anh gu anh hơi lạ. Em nhát lắm anh ạ. Trời ơi, cằn dạ gái. Lanh dễ sợ luôn ha. Em có thể cằn nhằn một ngày mấy tiếng đồng hồ? Dạ, thực sự thì em là người khá là chu toàn ấy anh. À. Cho nên em cằn nhằn nhiều lắm. Nhưng mà em ghét nhất cái tính gì của đàn ông? Dạ, tính sĩ và nổ. Anh này không có gì đâu, yên tâm. Anh này rất là hiền ha. À, dạ. Em làm dâu được không? Dạ, em làm dâu được. Bây giờ muốn chừng nào đám cưới? Được thì mai luôn chị. Dạ. Xôn có vậy, xung có vậy. Dạ, sao? Má chuẩn bị hết trơn sao rồi. Sao chuẩn bị kịp bạn hả? Nhà trai chuẩn bị với mắt gì tự nhiên má em chuẩn bị chi? Má chuẩn bị trong cái vali. À, đã đuổi đi á hả? Dạ vâng. À, rồi chào bạn. Thế bên này chừng nào mình mới đón dâu được? Bên này cũng đang nôn chị. Nhưng mà mình đã chuẩn bị sẵn trong năm nay luôn, còn không thì qua năm. Thì hiện tại là cũng đang có mua căn hộ chung cư rồi. Qua ở năm đâu? Nữa là chắc có ở Thủ Đức. À, có mua căn chung cư Thủ Đức rồi. À, thế giờ ba mẹ đang ở đâu? Dạ, ba mẹ là đang ở quê. À, rồi có rước ba mẹ vô không? Dạ, chắc chắn là phải có rồi. À, rồi, bên đây yên tâm, cô là làm dâu tốt. Rất là hòa nhã, vui vẻ, hòa đồng. Chắc chắn là ba mẹ bạn sẽ thích.
Rồi vậy là mình lập nghiệp trong này luôn đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mình yên tâm. Đi với ai? Dạ em đi với hai anh em trai và hai anh đồng nghiệp. Chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả và chào em gái. Rồi chào anh. Son là người cũng là hiếu thảo, sống rất là nhiệt tình, nói chung sống tình cảm. Đối với bạn gái bên này thì bạn này hay lanh á, bù qua lắp lại thì cũng được. Hôm nay mình đi với ai? À dạ hôm nay em đi với mẹ và đồng nghiệp ạ. Xin chào Quyền Linh và chào MC Cát Tường. Tôi là mẹ của Thu Hà. Cháu trai bên này thấy có vẻ hiền, tôi đồng ý. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ, chào anh ạ. Không mong một món quà tặng em, chúc em luôn xinh đẹp và luôn hạnh phúc. Cảm ơn, cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Hy vọng là anh có thể trồng nó ra cái cây. Anh nhúng vô nước xong rồi đem lên chị. Xong rồi nó sẽ mọc những cái cây trên tóc này nè. Rồi anh thích cột hai chùm cũng được, mà anh thích cắt tóc đinh cũng được. Cái cây đó nó sẽ mọc tóc lên hả? Dạ vâng, cái cục này nó sẽ mọc cái tóc lên. À, mọc cái cây giống như là không, lúa mã ạ. Cái hạt giống trong đây nè chị. À. Dạ đúng rồi ạ. Dạ chào anh Sang. Chào hả? À, anh thấy em thế nào ạ? Giọng nói thì rõ ràng, mạch lạc, dễ nghe. Cái hình là cũng dễ nhìn. Dạ. Giọng nói và ngoại hình của anh thì rất là hiền. Ba hờ với em kiểm tra có hờ nào không? À, em thấy có hờ hói rồi đó. Có hói à? Có nguy cơ hói sớm. Nguy cơ thôi đúng không? Hiện tại là chưa đúng không? Dạ vâng. Anh làm nghề xây dựng là nhiều lúc là phải trực tăng ca đêm á. Thế em có phiền vấn đề đó không? À dạ không sao ạ. Miễn là có về nhà là được ạ. Dạ. Anh chắc chắn là phải về, đi đâu thì đi chứ chắc chắn là phải về nhà rồi. Thì anh có về thì em sẽ chờ thôi. Cảm ơn. Dạ. Anh có biết nhậu không ha? Nhậu thì biết, con trai xây dựng anh có biết nhậu thế nào, quan trọng là nhậu liều lượng thế nào thôi. Anh không thích nhậu, nhưng mà cũng nhậu lúc cũng phải giao du, cũng phải bắt buộc phải nhậu. Hai chai là dừng rồi. Em phải bốn chai lận, em bốn mới dừng. Lần à? Dạ. Dạ. Sau này cưới nhau tiền bạc ai giữ? À, thực ra cái đó thì em nghĩ là em giữ. Thì chắc chắn là cưới nhau là về thì vợ sẽ giữ rồi. Hẹn hò thì thường là đi cà phê. Lâu lâu thì đi dạo công viên. Em thì chưa đi công viên bao giờ. Dạ hả? Dạ, em thích đi xem phim. Cà phê thì em cũng không uống biết uống cà phê. Nhưng mà vừa đó em uống sinh tố được. Dạ thì sau chương trình em thích đi đâu? Dạ đi nhậu. Đi nhậu á? Dạ vâng. Anh không thích nhậu. Dạ em không thích nhậu nhưng mà em thích ăn mồi. Nhưng mà em rủ thì anh đi. Dạ. Bây giờ mình có món quà gì tặng bạn gái không em? Thơ này thơ cũng thơ vui thôi. Lần đầu anh mới gặp em mà sao cứ ngỡ đã quen từ thế nào, lần đầu ánh mắt trao nhau, con tim anh đã xiến sâu mắt rồi. Yeah. Em ơi em biết cho rằng tình anh vẫn mãi một lòng sắc son. Bây giờ đến mãi về sau, tim anh xin chọn bóng hình em thôi. Dạ, anh làm thơ hay mà. Rồi, bạn gái có quà gì tặng mà lại bạn trai không? Dạ, nếu mà anh đã làm thơ thì em xin hát. Em xin phép đứng lên nha. Rồi, mời em. Em ngồi em hát nổi. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bầy nồi ba chim với nước non, răng nan mần dầu tay kẽ nắng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hay quá. Rồi bây giờ chúng ta mỗi người nói một câu gì đó rồi mình tiến hành bấm nút. Dạ, hy vọng là lát nữa chúng ta sẽ đi nhậu. Em thấy bạn gái này rất là lanh, nhanh nhẹn, hoạt bát, dễ thương. Lát anh đi nhậu với em không? Nếu em mời thì anh chắc chắn sẽ đi. Em không mời đâu. Nếu vậy thì sao? Anh mời chứ. Mà nếu đã là không bấm thì làm sao mà mời được. Nếu cô gái không bấm thì bạn có bấm không? Em bấm. Rồi xong. Rồi đặt tay vào nút bấm đi bạn. Rồi mình suy nghĩ sao, mình cứ làm như vậy nha. Bấm theo trái tim của mình. Rung động thì mới bấm, còn không rung động thì không bấm. Không phải bấm để đi nhậu nha. Thôi rồi. Tôi chưa có đếm mà, vậy có hợp lệ không? Tham nhậu lắm rồi hả cưng? Dạ. Nắm tay đi nhau đi nào. Làm luôn, đâu còn ai đếm gì nữa.
Dạ con cũng xin phép bác là sau cái chương trình này là cho phép tụi con hẹn hò với nhau. Hứa gì với bác đi, bác yên tâm giao con gái cho mình đó. Em thì em không thích hứa, cũng không thích thề, tại vì lời hứa có thể làm cho người ta buồn, lời thề có thể làm cho người ta khóc. Chỉ chân thành với nhau là đủ rồi. Biết nói ghê à. Cái chương trình này hôn ngại lắm, chỉ xin phép là thơm tay thôi. Không có được. Nếu mà bạn hôn nhau thì chúng ta không có chứng minh được. Chúng ta bấm vì trái tim chúng ta. Dạ, về để em chủ động cho ha. Thôi được. Dạ, anh muốn chủ động hay là em chủ động nè? Để anh.